bạn cần giải trí, bạn không biết phải đi tìm đâu. Bấm vào vẫn vui vẻ, mình có những niềm vui thật lâu. Xem xong nhanh tay xem vào like liền, video xem xong quên mọi ưu phiền. Chốn bữa nhây mà vui, hãy cho mình một lượt subscribe, yeah yeah. Hello anh em. Thì để mà thực hiện được cái ý tưởng bắt cóc này á, ngày hôm nay mình phải lựa một cái bối cảnh. Đây. Bối cảnh, anh em nhìn sơ qua. Đó, ở phía đây. Thấy chưa? Một cái bối cảnh mà tạo cho mình một cái cảm giác là kiểu giống như là nó nguy hiểm. Nó kiểu làm sao ta, hơi một chút là hơi hướng âm u một chút xíu để hợp với cái kiểu mà bắt cóc á, mọi người hiểu không? Đó, để cho mình đánh lừa tâm lý của ông Phương. Đó, đây. Đó. Nhìn như thế này thôi là mọi người ngoài đó là mọi người cũng cảm thấy là ấy đó đúng không? Ok. Nói toàn bộ không gian. Đó thì tự nhiên ở đây thì có một cái anh đang đi làm gì đó. Không biết là đi cầm bao đi lẫm gì. Ok, mình tính là mình tới mình hỏi thăm giao lưu với ảnh, với lại là để xíu nữa lỡ mà mình đang quay bắt cóc như này mà ảnh đi vô khung hình thì nó không được á, để mình ra mình hỏi thăm nói chuyện với ảnh chút xíu. Ok. Ủa mình làm gì anh? Sao? À, mình đang, anh đang làm gì ở đây vậy anh? Tao làm gì việc của tao? Tao? À, quay cái gì kìa? Hả? À, ý em quay làm cái clip YouTube cho vui mà. Chỗ này không phải để cho mày quay. Biết. Rắc dữ ta. Mình tính là giao lưu nói chuyện với cái mà tự nhiên ở đây ông nội này cũng rắc dữ ta. Thôi, không gắt vậy thôi thì mình đi kiếm chỗ khác rồi anh em ơi. Đó, cái chỗ này rất là đẹp đấy mà. Quay xíu không được hả anh? Không, quay cái gì, đi ra chỗ khác. Đẹp quá chỗ này mà đúng còn sống luôn anh em ơi, đẹp quá. Thôi về, hơi nguy hiểm quá. Vâng anh em, nãy giờ thì hai anh em mình đùa thôi, chứ ở đây là một bạn hôm nay sẽ là hỗ trợ mình, cũng là fan anh em, fan coi kênh thôi. Đó, hỗ trợ mình. Em tên là gì ta? Dạ, em tên Lan ạ. Ok, thì tí nữa Lan sẽ là giúp mình làm một cái cảnh mà người đi bắt cóc. Đó, thì ở đây thì cũng có sẵn đây cho mọi người xem. Trong này. Đó. Thì ở đây là có sẵn cái này là không phải cóc nha mọi người, này là ếch. Đó thì ở Sài Gòn thì nếu mà nói mà kiếm được mấy con cóc thì thực sự là cực kỳ khó luôn, mình mua trên mạng mà cũng không có. Nhưng mà cho nên là mình đã thay thế bằng hai con ếch mà mình cũng lựa là hai con vàng nhất có thể rồi. Thì nói chung là đại khái nó là như vậy thôi. Xíu nữa mình sẽ thả ra ngoài một con và một con sẽ để trong cái bao này. Ok. Rồi mọi người nhớ theo dõi hết clip của mình ngày hôm nay nha. Ok. A few moments later. Rồi bây giờ muốn nửa người hay là toàn người hay là sao? Toàn. Toàn hết luôn đúng không? Ờ. Ok. Rồi nhìn về phía bên phải. Anh nhìn em có mập không? Nhìn xem em có mập không? Bản chất mày mập thì kiểu gì mày cũng sẽ mập. Đi, nhìn có mập không? Không, từ từ. Ở đâu trong đi chơi hả? Trời ơi, kiếm anh từ nãy giờ. Rồi nhìn thẳng đây. Anh đang chụp hình cho bé nè. Trời ơi, lẹ đi, ra đây em nói cái này cái coi. Nhờ anh chị, nhờ anh chị. Có gì hả? Sao anh? Chẳng biết, thì anh chụp xong đó rồi. Nói không, có gì đâu thì cứ nói đi. Định nhờ anh quay cái clip này. Tại cái giường của ông anh đây nè, đất của ổng. Nói chung là cũng rộng lắm, cũng như đất này nè. Anh này hả? À. Chào anh được. Anh em á, này Vĩnh. Bây giờ ý là sao? Là quay cái gì? Định quay cái thằng kia, mấy thằng kia nó thường là ngay đầu tháng á, là tụi nó hay lại bắt cóc lắm. Tụi nó đi hai ba thằng bắt cóc à? Mà nói gì ghê chúng. Gì bắt cóc, bắt đồ mà ghê mày. Bình thường mà. Không giỡn nhau nổi. Trời, em giỡn đâu. Bình thường. Thì bây giờ đó là em nhờ anh bây giờ vậy đi. Là em nhờ anh. Là đi với em với ông anh em nè. Lại ngay chỗ đó. Bây giờ mình quay phim lại làm bằng chứng. Bây giờ là em không dám bắt công an. Đó. Vậy nó ghê. Không dám bắt công an. Bây giờ báo rồi, bây giờ ví dụ như báo rồi này nó không có bắt rồi sao mình đâu quấy được. Nhưng mà mấy đối tượng bắt cóc bắt đồ gì nghe nguy hiểm đồ má khủng khiếp vậy. Hả? Nói bình thường hả? Anh sao vậy? Bình thường quá chị. Nhưng mà ý là bây giờ anh em muốn anh làm gì? Cái chuyện đó chị bình thường. Thì bây giờ là anh đi theo em với anh đây nè. Rồi mình gần nhau. Mình quay nó, mình coi là nó có bắt không. Nếu mà nó hành động thì mình
mình có bằng chứng mình lên báo công an được, chứ bây giờ mình không có bằng chứng mình đâu bắt được nó đâu. Trời má, sao thấy má nguy hiểm đồ căng dữ vậy? Má vậy chắc không giúp được đâu Trung ơi, chỗ má anh thấy nguy hiểm quá. Thế nào anh em mình chơi nhau lâu rồi. Chuyện bình thường mà. Gì đâu mà bây giờ bắt cóc bắt ơ rồi này kia mà bây giờ kêu anh ra rồi. Sao hỏi bây giờ chuyện nó bình thường mà. Bắt cóc đồ má ghê quá. Mà bây giờ anh qua là nhiệm vụ của anh là chỉ có quay thôi đúng không? Chứ không lẽ anh làm gì? Anh là quay là để làm thì... mình lấy bằng chứng hả? Chứ hả? Nếu mà nó chối gì mình đăng lên YouTube luôn cho người ta biết cái mặt nó luôn. À kiểu anh có kênh mà. Vậy thôi bây giờ ok. Nhưng mà khi nào anh tính là khi nào là quay? Tính thế nào em tính thế nào quay? Bây giờ chắc cả nửa tiếng nào anh chụp hình, nửa tiếng nào? Ờ thì ok, chụp hình này thì cũng không quan trọng, anh chụp cho con bé nó có chơi chơi nó ở Facebook mà. Ờ thì đi. Thì bây giờ anh em mình đi. Đi luôn đi. Đúng má, tự nhiên nghe đồ má nổi gai ốc quá, nghe ớn vậy trời. Em đi với. Thôi bây giờ vậy đi. Bây giờ Phương em ra đây ngồi uống nước. Xong rồi anh với anh đi với mấy ảnh qua một chút xíu rồi quay khoảng cỡ tầm tiếng quay lại rồi mình chụp hình. Ôi, chị em đi với. Đi đâu? Đi theo. Mày biết là đi làm gì không? Hồi nãy giờ nghe không? Hồi nãy giờ nghe hai ảnh nói không? Nghe. Nhưng mà tại vì hồi đó ở dưới quê của em á, trong nhà của em á cũng bị gì nữa. Bởi vì em ghét lắm, em muốn đi theo. Em muốn đi theo coi coi tụi nó làm cái gì. Nhưng mà mày có biết là nguy hiểm không? Biết. Mày còn muốn đi theo mày con gái mà đi theo rắc rối lắm, không được đâu, sao đi được. Ở đây lỡ người ta bắt cóc em sao? Thôi mệt quá anh ơi, lẹ đi em quá. Kiếm anh từ nãy giờ mệt quá trời luôn rồi mà. Giờ lâu lắc nữa đi. Làm sao mà cho đi được? Bây giờ con bé này, bạn anh giờ nó cứ muốn đi giờ sao, anh em tính sao? Bây giờ kể đi, cho em đi nhưng mà anh nói trước là nguy hiểm nha. Bây giờ nó nói trước nguy hiểm, bây giờ nếu mà có chuyện gì xảy ra thì sao? Thì thôi là sao được trời, bây giờ anh nói em, bây giờ em ra ngoài kia em uống nước đi. Ôi em không tốt. Bây giờ em ra. Em ghét mấy thằng đó lắm, giờ em đi theo với. Mày đi theo để làm cái gì? Em đi theo em quýnh nó. Má con này nói chuyện nghe mắc cười ghê, chắc mày quýnh được nó. Đi. Em quýnh nó. Bây giờ là sao, bây giờ mày đòi đi luôn đúng không? Ờ, cho em đi với. Má con này mệt ghê. Vậy thôi đi ok. Vậy bây giờ mấy anh em mình đi đúng không? Ok đây. Má tao chờ xíu nữa có chuyện gì mày. Ok mày. Tự chịu trách nhiệm mày chưa? Biết rồi. Lúc đó là không có nói là mày anh không khuyên mày nha. Ok. Tranh thủ ha. Đi để đi. Mày có biết con nguy hiểm không? Biết. Mẹ con này máu dữ mày. Rồi đi ra ngoài kia. Thôi. A few moments later. Rồi đây. Đây là ba người mấy mình đang ngồi chờ theo ý của anh Chiến là để mà bắt được ăn trộm này. Ê. Nhưng mà Trung. Dạ. Mày với anh Chiến là có chắc là hôm nay nó trời nó ơi, chắc cú. Đất của anh của em hả? Ngày một tháng nào nó cũng ở đây bắt cóc chứ á. Vậy là nó bắt mấy lần rồi hả? Nó bắt lần này cũng là lần thứ ba rồi đó. Tháng nào ngay ngày này cũng bắt hết trơn mà vinh hoài bắt không được á. Bây giờ mấy anh em tính vậy được không? Bây giờ xíu nữa lỡ ra mà chạy dí rồi này kia mà lỡ mà mấy tháng trước là nó đi mấy người? Tháng trước nó đi 2-3 người nhưng mà nó đi 2-3 người luôn. Vậy mà trời, hồi nãy không nói, bây giờ Phương bây giờ đi 2-3 người nguy hiểm quá. Bây giờ em trốn trong kia được không? Nhưng mà chiếc em chỗ đó được mất thúi luôn. Ủa? 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 Sao gỡ bỏng mà mày đến giờ mày ngồi mày kêu thúi đồ này với mày con này. Nhưng mà anh tính là nhà Phương, bây giờ mày đi mày núp ra kia được không? Ôi lỡ ai bắt cóc em mà sao? Bây giờ bắt cóc mày khùng mày. Đó, bây giờ là lỡ mà nó đi 3-4 người là xíu là sao? Để em canh tiếp cho. Em canh với. Ê, nhưng mà sao mình không báo con này? Hả? Không biết gì nè, nó lại nó bắt con mà báo. Bây giờ mình cứ đi, mình quay phim rồi lại đi, rồi có gì mình đem ngày ra làm chứng chứ công an chứ. Mà bây giờ không có bằng chứng ai tính. Mà sao ông Chiến ông kêu đông đông anh em mà kêu có mình tôi quay rồi. Má tôi cùng mang theo đứa con gái như vậy rồi sao. Con này đụng má đi bắt. Ấy mà mày cười qua ấy mày. Tại nó thú. Anh không biết quan nên anh muốn là anh trực tiếp anh theo dõi ít thôi nó đỡ bọn nó biết á, nếu mình đi nhiều quá là bọn nó biết mất được mọi người nghĩ cửa bắt lửa nó đi chúi lắm. Ok đấy, nhưng mà xíu nữa khi mà mình lao ra là mình chạy tới anh bắt nó liền đúng không? Là hai anh em bắt nha, Trung với lại anh Chiến là lo bắt nha. Tôi là anh nhiệm vụ của anh là quay, chủ yếu là quay để lấy bằng chứng đúng không? À vậy để em đi lấy cái cây. Ôi, vừa đâu rồi. Em lấy cái cây nha. Làm gì?
Quýnh nó. What? Nấp, nấp xuống cho Phương, mình làm gì mày lộ thiên vậy? Đang đi rình mà con kia nó giống như đi chơi vậy mày. Kỳ đó đó. Má con kia đi rình người ta bắt cóc mà làm như chơi á, tao sai lầm khi kêu mày luôn á. Má mày chạy trâu quá. Vậy em đụng cái cây em quýnh đó nè. Chú hoài trời. Ê, ê, con thấy nó chưa? Cho lên, dắt vô. Lên. Thấy nó rồi. Bữa nay đi con. Thôi, quay lưng cái là mình. Rồi lên. Em đừng có nói. Ổn không? Tôi vẫn quay á. Anh em cứ làm nhiệm vụ đi, tôi quay cho. Ở đây đây. Mày làm gì vô đó tao hả? Dạ. Mày làm gì vô đó tao? Em hả? Em bắt cái. Mày như bằng này. Hả? Cái nào mày cũng vô đây á? Nhưng mà cái gì đây? Mày bắt gì đây? Dạ em bắt cóc. Là đúng rồi. Rồi rõ ràng mà. Hả? Có gì không anh? Mày là hứa rồi. Hả? Không có nhiều mà. Vô đây. Mày hả? Mấy tháng trước mày đi hai lần, bữa nay mày đi mình mày. Đây. Mấy lần? Vô kiểm tra. Cốc về đúng không? Mày bắt được bao lâu rồi? Nãy mày vô rồi. Thấy mày rồi, mấy tháng nay rồi, tao thấy rồi. Tao gìn mày nãy giờ rồi, giờ tiếng hồ đó. Nhưng mà có gì không anh? Ủa đất đéo của tao mà mày vô đây mày hỏi có gì không? Em biết đâu, em cứ tưởng là đất bỏ hoang thì em vô nhà mày đắt cóc về em được sao phải không? Đất tao tưởng đất mày đâu á. Đất này là anh mua anh để đó cho mà để hoang, đúng không? Hả? Cóc này anh còn cóc này anh nuôi á. Bây giờ em vừa bắt cóc vậy. Tao có bằng chứng hết trơn rồi, đây nè anh. Anh quay kỹ mặt nè. Rồi. Rồi. Nha. Ha. Ok rồi, cóc đâu. Tháng nào cũng vậy hết. Đâu cóc đâu, anh thả luôn đây coi thử. Hôm nay là nó bắt được mấy con cóc. Đổ ra cho coi đây. Đây rõ ràng. Hai con cóc anh luôn rõ ràng mà như hai con cóc là em tháng nào ngay ngày này nó cũng đi hết nha. Đây cái mặt nó đây, em tưởng đất bỏ hoang em bắt mấy con cóc về em nấu cháo bỏ hoang cho mày. Đúng rồi. Dạ cái này em không biết, có gì anh cho em xin lỗi rồi. Xin lỗi gì, mày lên công an nói chuyện mày. Được rồi, đưa nó lên công an đi. Em bồi thường lại cho. Thôi bây giờ ý em là từ nay trở đi là em có bắt cóc nữa không? Dạ không ạ. Thì nếu không có thì sao? Nếu mà bắt cóc nữa sao? Dạ thì mấy anh có quay video em rồi á. Thì có gì tùy mấy anh xử lý ạ. Rồi. Ok thôi vậy là em nó nói vậy thôi. Ủa không lẽ giờ mình bỏ qua vậy hả? Thôi. Nếu mà lần sau mà em mà bắt cóc nữa là Phương đọc cái chữ bên kia cho anh. Bên này. Nào, qua đây. Qua nè. Dạ. Đọc chữ này mày đọc chữ qua đây. Thấy không? Hả? Thấy chữ bú gì không? Dạ. Ừ. Sao mày có chết rồi nghe mày? Anh làm dễ quá. Thôi, mấy ngày thôi, phải đưa công an thôi. Thôi vậy tha cho anh nó đi. Nó đi lần này. Đi về. Ừ. Mày đứng làm gì nữa? Đi. Nè, cái con này mày đem về đây. Đi về. Trời. Thôi vậy là ok rồi chứ à? Dạ nó sợ. Thôi bây giờ là thằng nó đi về là đúng không? Mày đứng làm gì đó, đi về. Mày nó còn đòi bắt là tao quay clip rồi nha kia. Mày đồng gõ chữ đi mày. Vậy thôi bây giờ là vậy là xong rồi. Nếu lần sau mà nó mà có như vậy thì anh cứ nói liên hệ em đưa cho anh cái clip này up lên. Không anh em mình up lên là nó sợ, nó xấu mặt nó sợ. Thì up là biết rồi nhưng mà ông hiền quá. Thấy mày quýnh nó đi ghê nó đau. Bắt được nó rồi đưa công an liền chứ. Cay lên nữa. Thôi được rồi, tha cho nó như này đi. Nói chung là nó bắt cũng ít à. Trên em bắt vậy rồi có gì đâu quýnh ta. Ủa nãy giờ có ai nói quýnh gì đâu. Quýnh thì do mày quýnh chứ, mà xanh thù mày á. Ủa mấy anh nói bắt cóc anh đi lấy thì bắt cóc.
bắt cóc mà, nãy bóc cóc nó cóc chưa, nãy giờ nó nói bắt ớt đâu. Thôi vô. Bắt ớt đâu. Em tưởng bắt cóc người ta đem ra đây cho em một tên rạng muốn có. Trời ơi. Trời ơi, bắt cóc gì. Hồi nãy giờ nghĩ vậy luôn á hả? Ý là nãy giờ em nghĩ là bắt cóc kìa. Bắt người đồ này kia. Mày nghĩ sao bắt người bắt đồ mà cho mày đi ra đây rồi mày đứng đứng rồi. Lụi cho ông da mình tiếng lắm. Anh dẫn nó heo làm gì hả trời. Nói tàu ao khơi không. Ồ mãi tự nhiên. Cầm đồ bắt cóc đi chơi đi.